Trong nội dung video phần 1 chia sẻ về cổ phiếu VIX thì cổ phiếu này là một mã chứng khoán tiềm năng do có các điểm nhấn về mặt cơ bản như là lợi nhuận 9 tháng đầu năm nay thì đã tăng hơn 3 lần so với năm ngoái. Ngoài ra thì trong báo cáo tài chính quý 3 của VIX thì doanh nghiệp cũng đang nắm giữ lượng tiền mặt khá là lớn, hơn 2.200 tỷ đồng và chủ động bán giảm tỷ trọng tự doanh khi mà chỉ số VN Index đã tạo đỉnh hồi tháng 8, tháng 9 và diễn ra cái nhịp điều chỉnh khá là mạnh hơn 200 điểm cho đến giai đoạn cuối tháng 10. Như vậy thì doanh nghiệp VIX đã chủ động bán ra danh mục tự doanh của mình trong giai đoạn mà thị trường đã điều chỉnh giảm và khá là đúng với cái diễn biến của thị trường. Ngoài ra thì hoạt động tự doanh của VIX cũng rất là hiệu quả khi mà trong giai đoạn quý 2 thì doanh nghiệp đầu tư vào các mã cổ phiếu trên sàn như là GET hay là EIB và đã cho mức sinh lời là hơn 200 tỷ và đóng góp chính vào doanh thu trong báo cáo tài chính quý 2. Và sang đến quý 3 khi mà thị trường xác nhận điều chỉnh giai đoạn đầu tháng 8, tháng 9 thì trong báo cáo tài chính quý 3 thì VIX cũng đã chốt lời danh mục và nắm giữ tiền mặt. Điều đó thể hiện là hoạt động tự doanh của VIX khá là hiệu quả và đóng góp chính vào doanh thu của doanh nghiệp. Và công ty chứng khoán nào có hoạt động tự doanh hiệu quả thì sẽ có thể dễ dàng làm đột biến lợi nhuận của công ty chứng khoán đó trong giai đoạn gần đây cũng như là sắp tới. Và ngoài ra thì giá cổ phiếu VIX trong giai đoạn mà thị trường giảm sâu về vùng 1020 đến 1050 thì VIX cũng đã giảm xuống giá vùng giá rất là sâu ở vùng 11 đến 13 và vùng giá này thì cũng là quanh giá trị sổ sách của doanh nghiệp và đây cũng là vùng giá mà tôi đã đưa ra khuyến nghị mua vào với tỷ trọng lớn trong room khách hàng khi mà giá cổ phiếu đã giảm sâu về giá trị sổ sách và trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 11 khi mà thị trường chung đã xác nhận tạo đáy kết thúc nhịp bear trap và bắt đầu cho một chu kỳ tăng mới. Ngoài ra ở thời điểm hiện tại thì nhà đầu tư cũng chú ý thêm về chỉ số CPI của Mỹ tháng 10 đã vừa mới được công bố là 3,2%, giảm rất mạnh so với CPI tháng 9 là 3,7%. Và như vậy thì chỉ số lạm phát của Mỹ đã giảm mạnh và gần hơn với mức mục tiêu của Fed đưa ra là 2%. Vì vậy kỳ vọng là trong năm 2024 Fed sẽ có thể sớm kết thúc cái chính sách thắt chặt tiền tệ ở thời điểm hiện tại, thay vào đó là sẽ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất trở lại kể từ quý 3 năm 2024 trở đi và điều này sẽ là tiền đề rất quan trọng để thị trường chứng khoán lại một lần nữa bước vào một xu thế uptrend mới mạnh mẽ và là giai đoạn để nhà đầu tư có thể kiếm tiền một cách nhanh nhất và trên thị trường. Danh mục cổ phiếu khuyến nghị tiềm năng, điểm mua và mục tiêu trung hạn đã được tư vấn trong room khách hàng và sẽ được cập nhật tiếp tục sát nhất với diễn biến thị trường trong room. Và ngoài ra thì quý nhà đầu tư có nhu cầu tham gia room khách hàng cũng như là được tư vấn trực tiếp 1-1 thì hãy liên hệ với số Zalo 032-975-9522 Miss Hằng Nguyễn để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Danh mục cổ phiếu khuyến nghị tiềm năng và điểm mua, mục tiêu trung hạn đã được tư vấn trong room khách hàng và sẽ được cập nhật sát nhất với diễn biến của thị trường trong room. Mọi tư vấn xin vui lòng liên hệ số Zalo 032-975-9522 để được tham gia room khách hàng cũng như được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất.